Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Hôm nay ngày 9 tháng 4 tiếp tục Minh thực hiện video này để giới thiệu cũng như là giao lưu với các anh em, đưa thêm một lựa chọn nữa dành cho các anh em, thêm một cặp loa chơi tốt trong không gian rộng cũng như là trưng bày và sưu tầm. Cặp loa này là cặp loa Zealotic Mark 1. Quý vị nhá, Zealotic Mark 1 được sản xuất sang thị trường của Mỹ. Nó là thương hiệu gốc của Mỹ và được sản xuất sang thị trường của Mỹ. Đó. Con này nó là một modern, có thể nói là hay nhất. Quý vị ạ, hay nhất trong cái chuỗi series của nó. Nó có bao gồm 3 series: Zealotic Mark 1, Mark 2 và Mark 3. Thì riêng dòng loa Mark 1 này, thùng loa được làm bằng gỗ lạng, óc chó, có tẩm dầu. Và cũng như là cái cấu hình driver hãng dồn hết cho cái số con số này, số 1 này, thì là cực kỳ là hay. Cặp loa này thích hợp cho chúng ta chơi, nghe đa năng và có thể hát karaoke gia đình, chơi trong cái không gian rộng được. Bởi cặp loa này cái đường kính bass của nó lên đến 40 cm, quý vị nhá, 40 cm, và cái dải trầm của nó xuống được đến 25 Hz, cực kỳ là tốt, cực kỳ là mạnh, mạnh hơn cả những dòng loa súp thông thường trên thị trường. Trước khi mà đi vào chuyên sâu về cặp loa Mark 1 này thì mình sẽ đưa cái kích thước trước để cho quý vị được nắm bắt sơ qua để định hình cặp loa này cho cái căn phòng của chúng ta nhé. Căn phòng này sẽ chơi tốt trong phòng khán phòng tiêu chuẩn 40m² trở lại. Cặp loa này trước hết có chiều cao là 73cm, quý vị nhé, 73cm. Chiều ngang của cặp loa này là 44cm và chiều sâu là 34cm. Cân nặng của em nó lên đến là 25 cân một xin lỗi 30 cân một loa. Ở đây thì mình đưa cái thông số chuẩn của hãng đưa ra để cho chúng ta có một cái cách nhìn chuẩn và khách quan. Công suất của em nó là 160W, dải trầm của nó là 25, xuống được 25 Hz, cho đến dải cao là 20.000 Hz. Như mình đã nói, trở càng 8 ôm. Quý vị nhá. Đấy, con này là dòng vernier óc chó có tẩm dầu. Con này đánh cũng rất là dễ phối ghép, trưng bày rất là sang trọng với cái còi, cái mid còi phía trên cực kỳ là rộng. Nhìn nó rất là đẹp, nó choáng ngợp hết cái size 44 của cái cặp loa này. Và mình sẽ mở cái phần e-căng trước. Quý vị, đây là cái phần e-căng zin này. Nó giống như cái màu, nó hơi sủi sồi ra, nó có bông bông à, giống như mùi cái màu nâu nâu lông kiều á. Đấy, đây căng chuẩn luôn zin của nó này. Đó. Ở ngoài thì nó sẽ có một cái dòng chữ là Zealotic ở đây và họng kèn. Họng kèn này là 4 lỗ này. Đấy. Sâu chạm đáy. Đây là loa chest, ngoài ra thì sẽ có hai cái setting chỉnh dành cho loa chest và loa mid. Cái điểm nhấn là loa bass 40. Con này bass 40 gân zin, gân này gân béo quý vị nhá. Hay còn bò cũng được, còn béo cũng được. Cái bát này nó sẽ có một cái vòng xoáy rất là đẹp. Đấy. Bên kia thì nó hơi lõm một chút do vận chuyển về. Công nhân B người ta không có biết, người ta thò tay đâu. Cái đó thì mình sẽ xử lý bằng cách là dùng băng dính hút ra rất đơn giản. Ở bên này thì ok, màng loa đẹp, đều màu. Mình muốn quay như này để anh em thấy là đều màu này, không có sờn. Tại vì cái dòng này nó rất là bị sờn bát nha. Bát màng zin không sờn. Bát màng zin không sờn. Đẹp. Toàn bộ tiếng loa là zin nguyên bản anh em nhé. Mình sẽ quay về phần gỗ lạng óc chó. Đây là gỗ lạng zin óc chó của loa này. Đề 30 cân thôi nhưng mà sao nó nặng ghê quá. Đây là phần cầu loa. Con này nó là gốc của Mỹ. Gốc của Mỹ, nó là cái hãng gốc của Mỹ, Zealotic. Nhưng con này được sản xuất tại Nhật Bản. Tất cả các một số đời cổ hẳn lắm thì mới thấy của Nhật Bản, của Mỹ thôi, còn lại Zealotic đa số là của Nhật Bản sản xuất và xuất lại thị trường của Mỹ để giảm cái giá thành. Giống như là Apple sẽ đặt tại Trung Quốc làm đấy, hay là Samsung Việt Nam đấy. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Toàn bộ cái tuyến loa mình muốn quay cho mọi người thấy. Cặp loa này là tuyệt đẹp quý vị nhá, so với độ tuổi của nó cũng trên 50 năm. Tiến loa đấy, còn đầy đủ cả những cái tem của nó đi kèm này. Cái ốc ở phía sau này, nó sẽ có 6 cái ốc này, chúng ta mở ra để chúng ta xem cái còi.
cái còi nó nằm tận đáy luôn. Gillette Mark 1, một cặp duy nhất về trong đợt lần này từ Mỹ về, tuyệt đẹp. Quan trọng là cái độ zin của nó còn rất là tốt. Về phần gỗ rồi tuyến loa đều không phải vệ sinh gì cả nhiều. Chơi đa năng. Con này thì phối ghép ra làm sao thì con này nó cũng rất dễ phối ghép thôi anh em. Chơi 2000X, 5000X rồi 6060, 7070 sân xui. Các cái dòng đì nông này, sân xui, pioneer cổ gì saver đều tốt. Con này đánh với dòng gì lật tích, những cái dòng xuất ở biên thế cũng rất là ok. 6-7 triệu là có thể khai thác được em nó rồi. Quý vị nhá, một cặp duy nhất Gillette Mark 1, cặp mà hay nhất. Cái này không phải là mình đánh giá đâu, mà là trên mạng người ta đánh giá. Có bài viết về cái dòng loa này, đó là cái bài viết, có bài viết về dòng loa này hay nhất trong cái chuỗi series 3 đời của nó, 1, 2, 3. Thì quý vị thấy rằng đời tu này, đời free, thùng nó làm rất là nhẹ, mỏng. Và lại thùng Simile, chứ nó không có gỗ lạng như đời con này. Con này củ loa rất là gấu. Thì về duy nhất một cặp thôi, mình... giá của cặp Gillette Mark 1 như thế này, mình đăng vào ngày 9 tháng 4 hôm nay thì mình sẽ giao lưu cho anh em với mức giá là 14.500.000. Thì các bác anh em nào cân nhắc có nhu cầu sở hữu sưu tầm dòng Gillette của Mỹ này thì liên hệ cho em mình sẽ đóng hàng và giao hàng tận nhà cho quý vị và các bác anh em. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video. Cảm ơn các bác anh em đã bỏ thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.